vẫn được sự ủng hộ của nhân dân thì giải nhất của chúng tôi cũng như giải nhì, giải ba đã được nâng lên rất cao. Và đây là niềm động viên tinh thần khích lệ cho các vận động viên vào suối. Và xin mời các bạn trở lại với sân vật Quảng Yên để tiếp tục theo dõi giải nhất của giải vật Xuân 2024. Chào mừng Lê Hội Đình Làng Quảng Yên. Và trong chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vận động viên đeo đai màu đỏ là vận động viên Thúy Hữu Lộc đến từ Vận Hồ Quân đội. Gặp vận động viên Nguyễn Anh Hào đến từ đơn vị Bắc Giang. Và xin mời hai vận động viên vào giữa làm lễ xe đài. Trong tay chính chuẩn bị, trong tay chống chuẩn bị, hai đôi vật chuẩn bị, lên xe đài, bắt đầu! Chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Đây là trận cuối cùng của vận động viên Phú Lộc và cũng là trận đầu tiên của vận động viên Văn Hào. Nếu vận động viên Phú Lộc bàn thắng trận này thì vận động viên Phú Lộc sẽ giành giải thưởng của ban tổ chức cho giải nhất. Còn vận động viên Văn Hào bàn thắng cuộc thì vận động viên Văn Hào sẽ phải thi đấu tiếp tục hai trận nữa mới giành giải của ban tổ chức. Trọng tài nhắc nhở hai đội sẽ không đan tay vào nhau. Trận đấu tiếp tục. Ra ngoài rồi. Tôi yêu cầu các vận động viên chúng ta thi đấu không đan tay vào nhau, tránh làm ảnh hưởng chấn thương đến các vận động viên đối phương. Trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên vận động viên anh Hào cũng rất cảnh giác và thoát khỏi đòn đánh của vận động viên Thúy Hữu Lộc. Về trọng lượng thì vận động viên anh Hào có trọng lượng nặng hơn vận động viên Thúy Hữu Lộc. Ra ngoài rồi. Vừa rồi là một kỹ thuật bốc bột của vận động viên Văn Hào, nhưng rất nhanh vận động viên Phú Lộc đã chưa đòn và quay sang sau định tắt lưỡi vận động viên Văn Hào, nhưng rất tiếc một bộ phận của vận động viên Văn Hào đã ra ngoài. Giữa đồ vật Thúy Hữu Lộc đeo đai màu đỏ đến từ câu lạc bộ Quân Đội gặp đồ vật Nguyễn Anh Hào đến từ đơn vị Bắc Giang. Ra ngoài rồi. Thưa quý vị khán giả, hãy dành vẫn cho bàn tay thật lớn để vô vũ tinh thần đi đấu với hai vận động viên. Xin chân trọng cảm ơn. Xứng đáng là một trận tranh giải nhất. Hai vận động viên đã thi đấu rất tích cực và cống hiến cho khán giả xem những miếng đánh đậm chất kỹ thuật của môn vật cổ truyền. Và lúc này thì trên sới vật Quảng Yên đã không còn một chỗ trống nào nữa rồi. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn lên sới vật để tận hưởng những miếng đánh mang đậm nét cổ truyền đến từ các vận động viên đẳng cấp quốc gia. Và đây là một trong những niềm động viên tinh thần cho ban tổ chức của chúng tôi để những năm sau ban tổ chức của chúng tôi sẽ xây dựng và phát triển hơn nữa
tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh và gìn giữ được môn vật cổ truyền của quê hương Quảng Yên. Việt Trang đang trận lớn lên của vũ trai đâu ạ? Chưa bao giờ sân vật Quảng Yên lại có không khí như buổi chiều ngày hôm nay. Có thể thấy được niềm đam mê của khán giả Quảng Yên trong địa phương cũng như ngoài địa phương đã trưởng những tràng pháo tay rất lớn, thật giòn giã cho các vận động thi đấu trận sới. Xin mời các bạn đứng dậy. Trận đấu tiếp tục. Quý vị hãy chuẩn liên tiếp những tràng pháo tay giòn giã dành cho ai vận động viên đi ạ. Trận đấu tiếp tục. Hết thời gian thi đấu tiếp tục. Xin mời hai ông đô ra ghế nghỉ để tiếp tục thi đấu hiệp tiếp theo. Giải vật số 2024 thì ban tổ chức đều quy định các trận thi đấu sẽ được thi đấu, mỗi trận thi đấu sẽ được diễn ra trong vòng 5 phút, phần nghỉ giữa hiệp là 1 phút và sẽ thi đấu 5 hiệp liên tiếp nếu như chưa phân định được thắng thua. Và kết thúc 5 hiệp chưa có vận động viên nào thắng cuộc thì tiếp tục chúng tôi cho thi đấu một hiệp phụ nữa và thời gian hiệp phụ là 4 phút và kết thúc cả 5 hiệp chính và một hiệp phụ mà vẫn không có phân định được thắng bại thì trọng tài sẽ đến nhắc nhở tương cực. Và nếu như vận động viên nào nhắc nhở tương cực nhiều hơn thì vận động viên đó thua cuộc. Và trong trường hợp hai vận động viên cùng có số lần nhắc nhở bằng nhau hoặc không có số lần nhắc nhở thì chúng tôi sẽ cho cân trọng lượng, vận động viên nào nhẹ hơn thì vận động viên đó thắng cuộc. Và trong trường hợp hai vận động viên đó bằng gần nhau thì ban tổ chức chúng tôi sẽ cho hai vận động viên bốc thăm may rủi để phân định thắng thua. Và xin mời hai đội vật vào sân giới để tiếp tục thi đấu hiệp 2. Bây giờ chúng tôi nhận được phiếu đăng ký của vận động viên Nguyễn Tiến Cử ở Vĩnh Phúc. Xin theo giải anh đài và các vận động viên ngồi phía sau vận động. Và xin mời vận động viên Nguyễn Tiến Cử chuẩn bị trang phục để lên sân thi đấu ở trận đấu tiếp theo. Xin mời hai vận động viên vào giữa sân để tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Trên giới mặc dù có trọng lượng nhỏ hơn nhưng đôi vật Phí Hữu Lộc đang chiếm thế chủ động trên giới. Chúng ta có thể thấy được môn vật cổ truyền là môn vật cần mất rất nhiều sức khỏe và vận động viên nào duy trì được sức khỏe tốt hơn thì vận động viên đó sẽ chiếm ưu thế. Cân nặng chưa chắc đã quyết định đến trận đấu. Trong thi đấu vận động viên không được lắm tay đối thủ, hai bên đứng dậy thi đấu thì tư thế đi cực. Vừa rồi trọng tài đã nhắc nhở vận động viên Phí Hữu Lộc không được kéo đai đối thủ.
trận đấu tiếp tục. Nếu giờ luân vận toàn quốc và vận viên đóng khố thì đoàn đánh vừa rồi hoàn toàn hợp lệ, nhưng đây là hội làng, chúng ta không có khố mà chỉ bực đai, cho nên vận động viên sẽ không được lắm tay của đối thủ. Bếm xoay người về phía sau để tấn công đối phương của bộ mặt phí hữu lộc. Vẫn chưa được. Vận động viên Văn Hào ở Bắc Giang. Chưa được, chưa được. Chưa được tiếp tục. Chưa được cần phải tiếp tục đối phương hơn nữa. Và đây là luật vật của chúng tôi đã quyết định hội làng thôn Quảng Yên năm nay chúng ta phải thắng tuyệt đối, nhấc bầu hạt đối phương lên hoặc đánh cho đối phương hai vai trao thảm cùng một lúc trong vòng 3 giây, mặc dù thân đi trong lượng nhỏ hơn. Và bây giờ thì nỗ lực của vận động viên Phí Hữu Lộc đã nhấc được đối phương lên, tuy nhiên thì vẫn chưa đủ điều kiện để thắng. Và trận đấu tiếp tục được diễn ra. Hết thời gian thi đấu hiệp 2. Hai đội về ghi chuẩn bị thi đấu hiệp thứ 3. Xin mời hai đội ra ghế nghỉ. Chưa có bao giờ sân vận Quảng Yên lại có không khí như lúc này đây. Khán giả thì rất là đông và vận động viên thì không phải giới thiệu nhiều, quý vị cũng biết rất đẳng cấp, đến từ các câu lạc bộ nổi tiếng của nước Việt Nam, thậm chí nhiều vận động viên đã đi thi đạt giải huy chương vàng ở SEA Games, mang vinh quang về cho đất nước. Và một lần nữa đây cũng là niềm vinh dự của sân vận Quảng Yên, rất tự hào. Hôm năm nay chúng tôi đã xây dựng lại được sới vật. Hết thời gian nghỉ, hai đội vận động viên và dự thảm thi đấu hiệp thứ 3. Đội hai vận động viên. Trận đấu tiếp tục. Vận động viên có thể có những khiếu nại hoặc cái gì đấy sẽ gặp ban tổ chức. Trận đấu tiếp tục, nếu như không có gì thì hai vận động viên tiếp tục thi đấu. Với hai đội và dự thảo, một trăm tay thật lớn để động viên hai đội. Đội thế này nào của Bắc Giang đang quyết tâm thi đấu. Chúng ta có thể thấy được các vận động viên được ăn tập ở trên tuyển quốc gia có thể lực rất dẻo dai. Theo tôi quan sát thì thể hình của Phí Hữu Lộc, vận viên quân đội, tuy trọng lượng nhỏ hơn nhưng thể hình của anh tương đối tốt, cơ bắp rất rõ ràng và minh chứng là anh vẫn còn rất khỏe trên sới. Và bên cạnh đó đội vận viên Nguyễn Anh Hào cũng đang nỗ lực thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Đối với một vật
thôn Quảng Yên năm nay, các vận động viên vẫn tiếp tục phải đề cho đối phương gõ cửa hai ba trận thắng cùng một lúc và hoặc là nhất đối thủ lên khỏi mặt đất vẫn là thua. Chỉ một chút cố gắng nữa thôi thì vận động viên Vũ Đức Lộc sẽ nhất tổng được vận động viên Nguyễn Thanh Hào. Có thể thấy được sức dẻo dài của Phú Lộc, tuy trọng lượng nhỏ hơn nhưng Phú Lộc đang thi đấu tích cực, chiếm thế chủ động trên sân, rất hay vào gay cấn quý vị, xứng đáng là trận tranh giành nhất của giải vật xuân 2024 của thôn Quảng Yên. Hai đội đứng dậy thi đấu tư thế đầy đủ. Thời gian năm bò được chúng tôi quy định trong vòng 20 phút. Nếu như 20 phút và đối phương chỉ có các bạn 20 giây. Nếu như đối phương không có những viên đánh tiếp theo thì chúng ta sẽ cho trận đấu vẫn tiếp tục và trận giới để tiếp tục. Sau trận thi đấu giải nhất sẽ là trận đấu của vận động viên Nguyễn Tiến Cử bên đội tuyển Vĩnh Phúc sẽ vào phá trận thứ hai của đội vật quân thế sau. Ở giải anh Thái Đô chuẩn bị. Tiếp tục trận thi đấu tiếp theo, một tay nữa liên tiếp được không ạ? Rất kỳ nhận các vận động viên ở đẳng cấp